Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học cách tạo view hiển thị phương án trong Design Option. Nội dung bài học sẽ bao gồm hướng dẫn tạo các view hiển thị cho các phương án và phân nhóm view phương án. Quay trở lại với file dự án mà chúng ta đã thực hành trong bài hôm trước. Trong bài hôm trước thì chúng ta đã tạo ra được các cái phương án trong Design Option. Tức là chúng ta đã vào Menu và chúng ta khởi tạo nó rồi, đúng không? Và các bạn cũng thấy là ở đây mình đã dựng một cái phát thảo nhé, một cái nháp thôi để các bạn hiểu rõ cái design option thôi nhé. Các bạn thấy này, ở đây mình đã dựng một cái main model là chính là những công trình hiện trạng xung quanh này. Đấy, đây là những hiện trạng. Còn phương án 1 là đây. Đấy chưa? Đây là phương án 1. Và đây là phương án 2 của mình. Bạn thấy chưa? Đấy. Rồi, như vậy chúng ta đã dựng xong. Mình sẽ về bạn xem view 3D nhé. Chúng ta sẽ về cùng xem view 3D. Đây, đây là phương án 1 của mình. Đấy, cái công trình màu trắng này này. Còn xung quanh là các cái main model, các cái hiện trạng. Được chưa? Và đây là phương án 2. Đấy, được chưa? Ở đây thì chưa có sàn. Các bạn thông cảm nha. Rồi, ok. Thì bây giờ các bạn thấy ấy, là trong cái dự án chúng ta đã có hai phương án. Và mỗi phương án nó đã có những hình khối. Nó đã có những cái thiết kế riêng của mình rồi. Đúng không nhỉ? Tuy nhiên các bạn sẽ thấy có một cái vấn đề, đó là cứ mỗi lần làm việc ấy, giả sử mình muốn làm việc phương án 1 thì mình lựa chọn phương án 1 đúng không, lựa chọn phương án 2 đúng không. Đấy, cái này thì không nói rồi, nhưng mình nói các bạn này, đó là khi chúng ta sử dụng design option đấy, thì nếu chúng ta không ở chế độ làm việc, giả sử các bạn không đang phải chế độ làm việc, thì các bạn sẽ bật chế độ main model để tránh tác động vào các phương án, được chưa ạ? Là cái đầu tiên. Thứ hai là khi các bạn để chế độ main model thì nó sẽ chỉ hiển thị một phương án mà thôi. Các bạn thấy không? Nó ở đây nó chỉ hiển thị đúng phương án 1. Đúng nhỉ? Đấy. Mà cái quan trọng của các bạn là cho dù các bạn làm mấy phương án hay như thế nào đi nữa thì cái cuối cùng chúng ta cũng phải là trình bày các bản vẽ cho chủ đầu tư họ xem đúng không? Cho các bên họ xem. Thì không phải là đến hôm đấy chúng ta cứ đưa cái file Revit này đi và chúng ta cứ ngồi kích chuột thế này để chúng ta anh ở đây phương án 1, anh ơi phương án 2 được. Đúng nhỉ? Mà cái cuối cùng là chúng ta cũng phải là ra các cái bản vẽ. Và các bản vẽ đấy nó phải trình bày sẵn rồi. À đây là phương án 1 hình khối này, đây là phương án 2 chứ chúng ta không phải ngồi kích chuột nữa. Các bạn hiểu không nhỉ? Thì để làm sao chúng ta có thể làm được điều đấy? Thì để làm điều đấy thì các bạn phải thiết lập ra các cái view để hiển thị các phương án. Giả sử các bạn thấy nhá, giả sử chúng ta ở tầng 1 thì các bạn hiện thấy nó đang hiển thị phương án 1, đúng chưa? Đấy, đang hiển thị phương án 1. Thì để làm sao chúng ta phải có như vậy, chúng ta phải có một view để hiển thị phương án 2 nữa đúng không? Đấy, chứ không phải là chúng ta đến đây chúng ta kích chuột được, mà chúng ta phải tạo ra một cái view tầng 1 của phương án 1 và một cái view tầng 1 của phương án 2, và khi đấy thì chúng ta dàn trang ra chúng ta sẽ có hai tờ tầng 1 tầng của phương án 1 tầng 1 phương án 2 để show cho chủ đầu tư họ xem, đúng nhỉ? Thì cái quan trọng ở đây là các bạn sau khi chúng ta dựng hình xong bằng cái công cụ này, chúng ta di chuyển này thì không nói rồi, nhưng cái cuối cùng của chúng ta vẫn phải là tạo ra các cái view, tạo ra các khung nhìn của dự án để chúng ta trình diễn. Thì về nguyên tắc là như vậy. Thì để ra các tạo ra các view thì các bạn thấy rồi, đây là các view của dự án nó nằm đây. Đấy, nó sẽ có các view mặt bằng trần, mặt bằng sàn, mặt đứng, rồi mặt cắt, rồi phối cảnh 3D đúng không? Thì có bao nhiêu view các bạn muốn, ví dụ mặt đứng cũng có phương án 1, phương án 2, mặt cắt cũng có phương án 1, phương án 2. Thì về bản chất các bạn phải tạo ra bấy nhiêu cái phiên bản sao chép của các cái view đấy. Các bạn hiểu nhỉ? Đấy, ví dụ như là tầng 1 thì các bạn sẽ có tầng 1 phương án 1, tầng 1 phương án 2 đúng không? Rồi tầng 2 nó cũng sẽ có tầng 1 phương án 1, tầng 2 phương án 2, đúng chưa? Và tổng mặt bằng cũng vậy, tổng mặt 1 cũng phải có view tổng mặt bằng phương án 1, tổng mặt bằng phương án 2. Đấy, thì để làm sao các bạn có thể tạo ra các view đấy? Mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Đấy, thì các bạn hiểu như thế này này. Trong Revit chúng ta sẽ có một cái công cụ là công cụ nhân bản. Đấy, đây là cách đầu tiên mình làm nhá. Cách đầu tiên giả sử mình có thể kích chuột phải vào cái floor plan tầng 1 này, kích vào đây này, thì các bạn sẽ có công cụ là duplicate view. Được chưa ạ? Thì ở đây nó sẽ có rất nhiều chế độ duplicate. Thì mình thường thì chúng ta, nếu các bạn ở giai đoạn chưa triển khai ấy, thì các bạn chọn duplicate. Còn nếu các bạn ở giai đoạn mà đã có triển khai, nghĩa là đã có các chú thích, đã có dim, đã có text, thì các bạn chọn with detailing. Cái điểm khác biệt giữa hai cái này đó là cái duplicate đầu tiên ấy thì nó sẽ loại bỏ đi hết tất cả những cái đối tượng chú thích như là dim, text, tag của cái view này, giả sử tầng 1 này này,
chúng ta có một cái dim, mình sẽ vẽ một cái dim nhé. Đây. Ok, ví dụ thế. Thì khi chúng ta chọn double kết bằng cái cách này thì bạn thấy nó bị xóa đi. Được chưa ạ? Đấy, thì nó chỉ có khác biệt thế thôi. Còn cái này ấy, thì nó giữ nguyên cho bạn. Đấy, được chưa? Thì tùy các bạn nhé. Bình thường thì khi chúng ta đổi phương án thì nó sẽ phải hệ thống dim tách tác rồi nó sẽ thay đổi hết mà. Thế nên các bạn cứ chọn cho mình đó là double kết bình thường là được. Ok chưa? Rồi, sau khi các bạn đã có tầng 1 rồi và tầng 1 copy tại phiên bản thì các bạn có thể kích chuột phải này, chọn rename, đổi tên cho nó này. Mình sẽ viết cho nó đây là op1 chẳng hạn. Được chưa? Và ở đây sẽ là rename op2. Đấy. Đấy chưa nhỉ? Đấy, option 1, option 2. Các bạn làm tương tự nhá, giả sử 3D cũng vậy. Hiện tại 3D này. 3D thì nó cũng chỉ hiển thị phương án 1 thôi. Lý do vì sao tí mình sẽ giải thích. Ở đây các bạn cũng sẽ tạo ra cái duplicate nó lên. Đấy, ví dụ thế nhá. Đây, 3D. Option 1. Được chưa? Mình đổi tên cái này luôn. 3D option 2. Được chưa? Đấy. Đây là cách nhân bản, cách tạo ra những cái view đầu tiên, đó là chúng ta kích vào đây, double kết. Thì cách này là cách cơ bản nhất và dễ dàng nhất. Tuy nhiên cái cách này nó có cái đặc điểm đó là nó hơi lâu một tí. Đấy, nó hơi lâu. Thì chúng ta sẽ có một cái cách khác nhanh hơn. Ví dụ như nhá. Ở đây chúng ta sẽ áp dụng lên mặt bằng trần nhá. Thì trong mặt bằng trần này này thì nó sẽ cũng có tầng 1, option 1, tầng 1, 2, option 2 đúng không? Thì các bạn sẽ làm như thế nào cho nhanh? Các bạn sẽ vào view. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta có công cụ plan view đây. Lưu ý là cái cách mà mình chuẩn bị làm đây chỉ áp dụng cho các view mặt bằng. Được chưa? Các bạn vào plan view. Và chúng ta sẽ có các cái lựa chọn là các bạn muốn tạo ra view ở mặt bằng sàn này, hay view mặt bằng trần này, hay view mặt bằng diện tích vân vân. Thì giả sử ở đây mình sẽ làm ở mặt trần thì chúng ta chọn ceiling plan. Được chưa? Ở đây thì các bạn thấy chưa có gì cả đúng không? Các bạn bỏ cái nút này cho mình. Thì bạn thấy đây này. Nó sẽ có hai trần, hai tầng đây này, đúng không? Thì hiện tại nó đã có tầng 1, tầng 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có level 1, level 2 tương ứng với hai cái đấy. Thì các bạn chọn nó là edit size. Được chưa? Đấy. Thì cái này là cái gì thì các bạn cứ làm theo mình rồi bạn sẽ hiểu rồi. Ở đây thì nó sẽ có selling plan. Được chưa? Ở đây thì các bạn sẽ chọn là double kết nhân bản nó lên. Các bạn sẽ đổi tên cho nó này, gọi đây là ceiling plan. Tức là mặt bằng trần đấy. Bạn nào thích tiếng Việt thì gõ nhá. Rồi, đây option 1. Các bạn ok. Được chưa? Và các bạn ok. Đó, đây ceiling plan option 1 được chưa? Và các bạn ok này. Thì bạn thấy này, ngay lập tức nó sẽ tạo cho chúng ta một cái phiên bản đây, ceiling plan option 1, thấy chưa? Đấy. Các bạn có thể thấy đó là nếu chúng ta sử dụng cái phương pháp này đúng không? Thì nó sẽ phân cho chúng ta những cái nhóm như này. Đấy, option 1, level 1, level 2. Đấy, các chúng ta có các việc ví dụ các bạn đổi đây nhá. Ở đây là rename nó này. Đấy, option 1 đúng không? Ví dụ thế. À đây là option 2, cái kia là option 1 rồi, đây là option 1 này. Rename option 2 đúng không? Và tương tự chúng ta sẽ đổi tên nó đây cho dễ nhận biết. Và tầng 2 option 1. Ok. Ở đây các bạn chọn row nhá, chọn row cho mình. Thì các bạn thấy ở đây nó có phân ra chúng ta rất rõ các option 1, tầng 1 option 1, tầng 2 option 1. Đây giả sử bây giờ các bạn thấy này, thế làm sao để chúng ta có thể đó là cũng phân những cái thằng này thành các nhóm như thế này cho nó dễ quản lý đúng không? Đấy. Và cũng đồng thời làm sao để đổi tên cái thằng này, các bạn không thể đổi tên là thằng này. Đấy, thế làm sao để đổi tên thằng này là cũng là selling plan option 1 và selling plan option 2. Thì cách làm là như sau. Thực ra có rất nhiều cách phân nhóm. Thì một cách đơn giản nhất cho bạn là các bạn có thể gộp nó lại.
Cái gộp này nó rất là quan trọng, sau này nó giúp các bạn khai thác rất là dễ hơn. Đó là ví dụ như mình sẽ tầng 1 option 1, tầng 1, tầng 2 option 1 là một cái, đúng không? Thì chúng ta các bạn chọn hai cái này cho mình. Và các bạn sang bên này này và các bạn vào edit type. Ở đây các bạn sẽ double click nó lên cho mình. Và các bạn chọn đây là option 1. Được chưa? Đấy, các bạn chọn option 1 cho mình nhá. Rồi các bạn ok. Các bạn thấy không? Nó đã phân cho chúng ta là floor plan option 1. Đấy, được chưa? Đây tương tự mình chọn hai cái này. Và mình edit type. Cái này thì mình có thể rename cũng được. Đấy, mình rename thôi. Đây là mình chọn là option 2. Ok. Ok. Còn tại sao lại như thế này? Tại sao làm như thế này thì cái này nó liên quan đến view type. Cái này thì mình sẽ cố gắng giải thích các bạn trong khóa học và các bạn hiểu ấy, là mỗi cái đối tượng trong Revit nó có thể có những cái dạng có type các loại khác nhau và chúng ta có thể phân ra thành những cái loại đấy. Thì cái view type, cái floor plan option 1 là một cái loại. Đấy, một cái loại view của tầng 1 ở mặt bằng sàn. Đấy. Các bạn có thể hiểu là thế nhá. Thì đây là các bạn cứ áp dụng cho mình đi. Là các bạn sẽ ra thôi. Rồi, thì các bạn thấy cứ tương tự thế. Và sau khi các bạn thiết lập xong thì chúng ta đã có được hệ thống view. Đúng không? Đấy. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy đó là ví dụ như tầng 1 option 1 thì nó đã hiển thị option 1 rồi. Nhưng tầng 1 option 2 thì nó vẫn thể hiện option 1. Đấy. Thì vậy làm sao để chúng ta có thể thiết lập được là cái thằng này, thằng tầng 1 option 2 này là luôn luôn thể hiện cái phương án 2. Thì đấy chính là nội dung mà chúng ta sẽ học trong bài học tiếp theo đây. Đây, thiết lập hiển thị cho từng phương án, từng view trong design option Revit. Như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã được học cách tạo view hiển thị cho các phương án và phân nhóm view phương án theo các phương án trong design option Revit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.